Bây giờ mùa đông phải không? Bây giờ mùa thu. Mùa đông bắt đầu từ tháng 12. Giáng sinh, bạn có đi du lịch không? Giáng sinh con cái tôi đến thăm và chúng tôi ăn uống cùng nhau. Chúng tôi sẽ tặng quà cho cháu. Sau đó, vợ và con trai và tôi đi spa ở đức giáng sinh bạn được nghỉ mấy ngày giáng sinh chúng tôi được nghỉ hai tuần vợ có về việt nam không không tại vì đã đặt chỗ ở đức rồi vợ hay đổi ý nhưng lần này cô ấy không thể đổi ý ở đức giáng sinh lạnh hơn ở áo không hai chỗ lạnh giống nhau bạn sẽ đi đức mấy ngày chúng tôi sẽ đi đức một tuần các bạn sẽ làm gì ở đức chúng tôi sẽ thư giãn và đi bơi hồ bơi có nước rất ấm và nếu tuyết rơi sẽ không có vấn đề gì. Vợ bạn biết bơi không? Vợ biết bơi và rất thích bơi. Con trai bạn thì sao? Con trai cũng rất thích bơi. Nó học bơi từ lúc 2 tuổi. Lúc đó, đôi khi người ta lo lắng khi thấy con trai tôi ở hồ bơi sâu Ai dạy con trai bạn học bơi? Tôi và vợ dạy con trai học bơi. Với lại, nó cũng học với giáo viên khi nó 6 tháng tuổi. Nó học rất nhanh. Điều này bình thường ở áo không? Có. Ở áo ba mẹ thích để cho con nhỏ học bơi bạn đi spa này mấy lần rồi tôi chưa đi spa này đây là lần đầu tiên tôi đi spa này chúng tôi đã đi những spa khác ở áo và hungary spa này rất lớn ở spa có nhà hàng không ở spa có vài nhà hàng ở đây có khu trẻ em để chơi vài hồ bơi, có massage nước, vài nhà hàng và khách sạn.